Đối với cái người tu á, thì ngoài cái sự có cái tâm bồ đề tu ra thì mình không cần gì nữa hết. Nhưng mà sở dĩ tại sao mà chúng ta thấy có những vị lăn xả vào đời để làm biết bao nhiêu là việc, đó là gì? Đó là chỉ vì lợi ích cho chúng sanh mà làm. Ở đây có ai nghe cái bài hát Một đời người một rừng cây chưa? À, nếu ai chưa thì phải đi kiếm cái bài đó nghe. Cái bài đó rất là hay, và trong đó có một câu: Khi nghĩ về một người, hay là nghĩ về đời người, tôi nhớ về rừng cây. Khi nghĩ về rừng cây, tôi nhớ về nhiều người. Và trong đó một câu: nếu ai cũng tìm việc nhẹ nhàng thì đau khổ, gian khổ sẽ về phần ai. Nếu trong cuộc sống này mà chúng ta cứ nghĩ rằng mình làm cái gì, ai làm cái gì lợi ích cho mình, cũng nói cái người đó ham danh háo lợi hết, thì xã hội này ai làm được những việc tích cực nữa. Chứ cái người mà sống cho mình á, thì lúc nào cũng thấy gì cho mình thôi. Còn cái người mà người ta sống cho người khác á, thì người ta sẽ làm tất cả những việc gì có lợi cho người khác. Chứ cái câu hồi nãy mình học đó, Bồ Tát là ai cũng biết, các người tu là ai cũng biết rằng ngoài cái tâm Bồ Đề ra, cái tâm Bồ Đề tức là cái tâm sáng suốt, tâm kiên cố muốn tu hành thì không còn muốn làm gì nữa hết. Nhưng phải vì lợi ích chúng sanh mà làm, chứ không vì cái gì khác. Bây giờ mình thấy lợi ích của lập nguyện nè. Thiện nam tử, Bồ Tát nếu lập được đại nguyện như thế, nên biết vị ấy chính là vô thượng pháp tài trưởng giả, là vị cầu vương mà chưa được pháp vương. Trang 93 đó, lợi ích của sự lập nguyện. Thiện nam tử, nếu Bồ Tát lập được đại nguyện như thế, tức là những cái lời ở trên đó, những cái lời nguyện trên, nên biết vị ấy chính là vô thượng pháp tài trưởng giả. Bây giờ mình giải thích chữ trưởng giả. Ở trong kinh đó, có đưa ra ba cái điều kiện để làm một trưởng giả. Thường thường á, nếu mà cái nghĩa thông thường khi mình nghe người ta trưởng giả là cái đầu mình nghĩ gì trước nè? Giàu có. Mình nghe chữ trưởng giả là mình phải nghĩ tới giàu, phải không? Đúng rồi. Nhưng mà cái giàu là một thôi. Thứ hai là gì? Lớn tuổi. Thứ ba là gì? Đạo đức. Lớn tuổi, giàu có mà đạo đức thì mới được gọi là trưởng giả. Đó là điều kiện của trưởng giả. Chứ cái người mà làm trưởng giả đó, ở đây Đức Phật không nói là trưởng giả của cải, mà Đức Phật nói người này là vô thượng pháp tài trưởng giả. Pháp tài là gì? Là tài sản của giáo pháp. Chứ không phải là mình làm chủ một cái sự nghiệp, một cái vật của cải đồ sộ. Mà nếu người nào có được những lời nguyện trong sự tu tập của mình thì mình là một vị trưởng giả giàu có. Pháp Hòa ví dụ như là một Phật tử thuần thành, hay là một vị tăng, một vị ni tu hành mà có thâm nhập được Phật pháp, sống được với Phật pháp, thì cái vị tăng hay là ni đó cũng là pháp tài trưởng giả. Vị cư sĩ đó nghèo, nhưng mà ở nơi người đó, cái gì người đó cũng linh động sống được hết. Và có những vị người ta, ai đến với người ta, cái kiểu nào người ta tu cũng được hết á. Thì cái người đó, ở nơi họ đã có quá nhiều những cái Phật pháp, cho nên họ sống mọi nơi mọi lúc, và lúc nào cái gì họ cũng có thể nghĩ ra được là Phật pháp mà họ tu hết. Cho nên người đó gọi là vô thượng pháp tài trưởng giả. Và trong kinh nói thế, nên biết vị ấy chính là vô thượng pháp tài trưởng giả, là vị cầu vương. Cầu vương tức là cầu làm vua, thấy không? Nhưng mà chưa được là pháp vương. Vị này bây giờ có nhiều Phật pháp nhưng chưa là pháp vương. Ai mới là pháp vương? Chỉ có Phật thôi. Chỉ có Phật thôi, mà Phật của mình gọi Phật là pháp vương,
Nếu mà nói theo cái nghĩa thông thường là vua của các pháp, vua của Phật pháp. Nhưng mà cái nghĩa chữ có cái nghĩa của chữ pháp vương nó còn có một cái nghĩa sâu là gì? Người có khả năng điều phục và vượt hết tất cả mọi cái pháp ở trên đời này, người đó gọi là pháp vương. Pháp ví dụ ha, người ta mắng mình là ăn pháp, rồi mình làm việc á, nghĩa là còn có 1% nữa là thành tựu rồi, 99% xong rồi, tự nhiên còn có 1% nữa hư. Trời ơi, cái người thường là đau khổ dữ lắm. Còn có 1% nữa. Nhưng mà cái vị này á, rõ biết được 1% thôi cũng có thể rớt như thường, thì mình rơi vào cái trường hợp đó. Cho nên vị đó chấp nhận được. Cái chữ pháp vương là chữ pháp này ở đây nó có nghĩa là tất cả mọi hiện tượng. Nó hai nghĩa. Nếu mà nói về chính người này có rất là vua của tất, người này có được rất nhiều Phật pháp, cho nên người này có thể vượt được tất cả mọi cái hiện tượng sự vật trên thế gian này. Hồi nãy quý vị tụng Bát Nhã Tâm Kinh có một câu nè: không có 18 giới từ nhãn đến ý thức, không hề có vô minh, không có hết vô minh, cho đến không lão tử cũng không hết lão tử, không khổ tập diệt đạo, không trí cũng không đắc vì không có sở đắc. Nên khi vị Bồ Tát thực hành Bát Nhã thì người này có thể vượt tất cả mọi chướng ngại. Và cái bản tiếng Hán là gì? Thị chư pháp không tướng. Tất cả các pháp á, cái tướng thật của các pháp là không tướng. Ví dụ bình hoa này nè, bây giờ quý vị gọi là bình hoa, nhưng mà thật sự có phải nó là bình hoa không? Do tất cả hồi nãy trước đây nửa tiếng nó không hề là bình hoa. Rồi mình lấy lá này, hoa nọ, mình cắm vào trong này thì mình gọi là bình hoa. Thì cái bình hoa này là một pháp, nhưng mà cái pháp này nè, nó không, nó là do duyên hợp, nó là do tất cả các duyên, do lá, do hoa này hoa kia gom lại để mình gọi là bình hoa. Cho nên ngay cái bình hoa này mình cũng thấy cái pháp này là tạm có, đây là duyên sinh tạm có, mà mai mốt nó có hư, nó héo cũng có khổ. Rồi người ta hôm qua người ta khen mình nức nở, trời bữa nay người ta quay mặt ta chửi mình rạng rỡ. Cái người đó có khả năng điều phục hết các cái pháp đó, người đó gọi là pháp vương. Chứ ở trên thế gian này á, không có ai được gọi là pháp vương hết á. Người đó có khả năng điều phục hết các pháp chưa mà dám xưng là pháp vương? Người đó có nắm được hết tất cả các giáo nghĩa không mà gọi là pháp vương? Chỉ có Phật thôi. Còn mình á, được xưng là pháp vương mà phải thêm chữ nữa: pháp vương tử. Không, pháp vương tử là con của ông vua pháp. Cũng giống như mình gọi trong kinh, mà mình gọi ngài gì? Ngài Văn Thù Sư Lợi đó, pháp vương tử đó. Thì bây giờ mình tạm thời cũng có thể gọi mình là pháp vương tử, còn sợ còn không chưa đủ nữa. Sợ chưa xứng nữa đó. Nhưng mà thôi, nếu mà gọi là tự hào chút đi thì mình gọi mình là pháp vương tử. Còn không á, thì mình gọi mình là điều ngự tử. Con có đấng điều ngự mà mười hiệu của Phật đó: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự. Điều ngự trưởng phu. Điều ngự là gì? Là có khả năng điều phục và chế ngự tất cả mọi hiện tượng phiền não. Bây giờ mình cũng đang là cái người học cái đó, cho nên mình tạm xưng mình điều ngự tử, mà nhiều khi còn chưa dám nữa. Hiếm ai dám xưng tôi là điều ngự tử hay pháp vương tử. Điều ngự tử mà còn chưa dám thì làm sao dám xưng mình là pháp vương? Mà mình gọi ai là pháp vương đó là chưa được. Không có ai được làm pháp vương, chỉ có Phật thôi. Mà nếu cái người đó thật sự có tu có ngộ đi nữa cũng không gọi tự xưng nữa. Đa phần là do người ta tán thán ca ngợi, chứ còn mình không có dám dùng cái từ đó. Cho nên trong này nói ha, là vị cầu vương mà chưa được pháp vương. Qua trang kế, trang 94. Điều kiện để được gọi là pháp tài trưởng giả.
Thưa đại chúng, bây giờ là hôm tuần trước mình học là sở nhân để mình phát cái nguyện. Có cái người đó hồi nào giờ không biết chùa chiền là gì hết á, không có biết đi chùa, không biết tụng kinh gì hết. May mắn quá dọn nhà ở gần chị hay anh. Trời ơi, gia đình nó ta tu thôi là tu. Giờ qua nhà người ta xin đồ ăn, không có gì ngoài đồ chay mà giờ đói quá phải ăn. Rồi tối ngày cứ nghe chuông, nghe mõ của cái nhà đó riết, cần nghe băng giảng. Cái tự nhiên một ngày nào đó cái người đó đi chùa, cái mình đi theo. Nếu mà mình, tại sao mình được phát cái nguyện như vậy? Là nhờ mình ở gần. Cho nên cái đầu tiên là mình có cái nhân tố để mà làm cho mình phát cái nguyện. Rồi thứ hai là gì? Phát nguyện. Tuần rồi mình học phát nguyện. Rồi bữa nay mình nói gì? Điều kiện để được gọi là pháp tài trưởng giả. Mình nghĩ là mình giàu, cái mình được người ta kêu trưởng giả. Cái trưởng giả đó thường lắm. Mà trưởng giả mà thật sự ra người giàu mình gọi trưởng giả đó có một phần à. Ví dụ như ông trưởng giả cấp cô độc. Quý vị thấy không? Ông giàu là một ông trưởng giả là đúng rồi. Nhưng bên cạnh ông có cái gì nữa? Đạo đức. Giàu mà phải có tu nữa. Cho nên giàu mà mình không tu thì sao? Mình coi thường người khác, mình khinh thường người khác. Rồi mình đi tới đâu mình cho người ta mà mình nghĩ như là mình ban bố cho người ta. Nhưng mà cái ông trưởng giả này mà ông có tiền, mà ông có tu cái ông sao? Trời, ông trưởng giả dễ thương. Ông cho người ta mà người ta cảm nhận được cái tình thương của ông, chứ người ta không có cảm nhận người ta là nghèo khổ. Người ta mạt rẹp, người ta tới người ta được nhận cái ơn của ông. Đó, cái người đó có đạo đức, giàu có tuổi. Rồi bây giờ tới nói điều kiện để được gọi là pháp tài trưởng giả. Thiện nam tử, bậc đại bồ tát đủ ba điều thì được gọi là pháp tài trưởng giả. Pháp tài trưởng giả chứ chưa phải là pháp vương nha. Pháp tài trưởng giả, ông trưởng giả giàu, người trưởng giả giàu có, người giàu có Phật pháp. Một, tâm không chịu ưa theo sách vở ngoại đạo. Là cái lòng của mình nó không có thích những cái sách vở mà nó không có hướng dẫn mình được đến cái chỗ. Thí dụ Phật tử có thì giờ mà nghiên cứu kinh điển Phật pháp tốt hơn là nghiên cứu phong thủy. Thí dụ vậy đó. Thì thật sự ra phong thủy thì muốn nghiên cứu, nhưng mà giữa cái nghiên cứu cái phong thủy thì nó không mang lợi ích lớn bằng mình nghiên cứu Phật pháp. Thì bây giờ mình có đặt cục đá ngay trước cửa, mình đặt cái hồ ở phía sau, thí dụ vậy đi. Hay là cục đá phía sau mà cái hồ trước cửa, trời ơi, tiền vô như nước. Mà vô xong rồi cái đá nó chặn là không có ra. Thí dụ vậy đó. Nhưng mà quý vị biết thường ở đời, hễ giàu nó hay sanh tật. Chứ có nhiều khi có biết đâu chừng có tiền quá cái là nạn nó tới. Cho nên mình á, treo cái bát quái không bằng treo bát chánh đạo. Thay vì mình treo càng khảm cấn chấn tốn ly khôn đòi, giờ mình chỉ cần treo bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, bảo đảm nhà này không bao giờ có chuyện hết. Nghe gì nghe cho kỹ. Người mà có chánh ngữ, vợ chồng mà có chánh ngữ thì sao có gây lộn. Rồi bây giờ mình có chánh nghiệp thì làm gì mình tạo nghiệp. Cho nên tâm không chịu ưa sách vở ngoại đạo. Cái chữ ngoại đạo đây không có ý nói là người khác không phải đạo Phật với mình, cái mình kêu ngoại đạo. Cái gì mà nó không đưa đến cho mình cái sự lợi ích rốt ráo, hay là đưa mình đến cái chỗ trong sáng thì đều là ngoại đạo hết. Hay nói một cách khác là mình sống ngoài cái tâm của mình. Tâm không tham đắm cảnh vui sanh tử, thường hay cúng dường ngôi tam bảo là Phật pháp tăng. Đó, giờ có ba điều. Ông trưởng giả này được có ba điều để gọi là trưởng giả ha. Rồi bây giờ Phật nói tiếp, hoặc ba điều, hoặc có ba điều. Vì người thọ khổ tâm không hối hận. Vì người thọ khổ tâm không hối hận là sao? Mình nếu mình có giúp người mà chịu khổ một chút, mình cũng vui. Tại vì mình biết khi mình quyết định mình làm cái này là mình đã giúp rồi. Bây giờ mình có khổ mình cũng phải chấp nhận.
Pháp Hòa nhớ có một lần gặp một Phật tử, thì cái chị này chỉ là bạn thôi, nhưng mà biết cái người này, người bạn này không có người thân, mà khi trong khi đang thời gian điều trị bệnh đó, cho nên chị này tình nguyện đến nhà giúp đỡ. Mà trời ơi, trong khi mà giúp đỡ cái chị này chị bệnh đó, chị uống thuốc rồi chị chích thuốc rồi chị điều trị, tánh tình chỉ kỳ cục, chỉ la hét, chỉ cự nữ tối ngày. Mà cái chị này thấy tội, rồi mình hỏi chị có buồn không, nói nhiều hồi đầu thì cũng buồn, nhưng mình con nghĩ tại vì nó bệnh, nó uống thuốc nó mới vậy, chứ bình thường nó đâu có vậy. Cho nên cái người đó, ta vì người thọ khổ tâm không hối hận là vậy đó. Vì người khác mà bây giờ mình có khổ cực một chút không có hối hận. Có nhiều khi một người con muốn đi chỗ này chỗ kia lắm, nhưng mà giờ còn kẹt cha già mẹ già, chưa đi đâu được hết. Người ta nói trời sao chị khổ quá vậy. Nói dạ không, không có khổ. Cũng giống như giờ anh mình lâm nạn, mình phải ra mình giúp, thì nhiều khi cũng khổ lắm chứ. Trời ơi, đủ thứ chuyện tới hết. Nhưng mà thôi, bây giờ mình phải cố gắng phát cái nguyện. Vì người thọ khổ tâm không hối hận, đầy đủ trí tuệ nhiệm màu vô thượng. Quý vị nhớ là trí tuệ nó khác hơn trí thức. Trí thức là do mình học, trí tuệ là do mình tu. Chỉ có trí tuệ này mới làm cho mình được nhiệm màu vô thượng thôi. Con Phật tử phon Pháp Hòa nói thầy ơi, con rầu ông chồng con quá. Hỏi sao rầu? Ổng cái gì cũng được hết á. Con cái ổng không chịu ăn chay với con. Hỏi à, ăn chay tháng mấy ngày? Có ăn chay tháng 2 ngày và 10 ngày. Mà ổng ăn có 2 ngày à, ổng ăn không nổi. Giờ con bây giờ thầy có cách nào thầy biểu, thầy hướng dẫn làm sao cho ổng ăn theo con tháng 10 ngày không? Cái Pháp Hòa nói lại, qua nói trời ơi, tôi khổ với chị ghê vậy đó. Cái gì cũng được hết rồi, còn không bỏ cái này được. Tại sao nhiều khi mình nghĩ mình tức cười, mình cứ muốn thiên hạ là phải theo cái thứ tự của mình là 1, 2, 3, 4, 5, mà mình nói sao không? Chỉ còn có một chút nữa thôi mà không theo, thì sao mình không nói ngược lại, sao còn chút nữa chị không bỏ? Còn có chút nữa thôi mà chị bỏ được là chị hạnh phúc lớn. Thành nữa nhiều khi mình nói đi rồi phải nói lại. Có nhiều khi mình thấy người ta, tại sao ta không bỏ cái đó đi cho người ta khỏe? Bây giờ mình đặt ngược câu hỏi lại cho mình là tại sao chị không bỏ, chấp trước cái chỗ đó là chị khỏe liền, người ta sống người ta vui vẻ chỗ đó. Mình ví dụ như vậy đó. Cho nên nhiều khi á, mình nói người thân mình cái gì cũng được hết, có một chút đó à, cho mình bực bội cái chút đó hoài, thì tại sao mình không bỏ được cái chút đó đi, cái mình khỏe lên, mình balance với người ta được, mình bằng được với người ta. Đầy đủ trí tuệ nhiệm màu vô thượng, khi đủ pháp lành không sanh tâm kiêu mạn. Cái này nguy hiểm. Thưa đại chúng, là cuộc sống Phật tử mình tu á, hằng ngày ít nhiều gì mình cũng gặt hái được cái pháp lành, hoặc là mình tu được chút pháp lành. Nhưng mà nhớ, nếu mình khởi cái tâm kiêu mạn thì nó hỏng. Mạn, kiêu mạn nó có nhiều lắm, nhưng mà đại thể nó có ba: nghĩ mình giỏi hơn, kiêu; nghĩ mình đẹp hơn, kiêu; nghĩ mình giàu hơn, kêu; nghĩ mình khỏe mạnh hơn, kêu. Cho nên nhiều khi mình nhìn người mà ốm yếu á, rồi cái mình khỏe quá, nó làm gì bệnh hoài vậy, trời, làm như ta muốn bệnh chứ. Chứ cái người mà mình nhớ là kêu mạng nó có mấy loại. Khỏe, nhiều khi mình nhìn mình khỏe quá, mình thấy người ta bệnh hoạn hoài mình cũng kêu. Mình thấy sao người ta dở quá, mình giỏi hơn người ta, cũng có thể mình sanh kêu mạng. Cho nên á, thí dụ như trong cuộc sống á, mình được những cái thuận lợi á, đừng có sanh tâm kiêu mạn. Tại vì cái được cái thuận lợi là cái phước của mình, mà sanh tâm kiêu mạn là phước nó tổn. Thật ra khi mà hết phước thì cái gì nó tới? Nghiệp nó tới. Mà khi nghiệp nó tới thì ai bắt đầu cười lại mình đây? Sẽ có người thôi. Thấy không? Cho nên ở đời người ta hay nhắc mình đấy, cười người chớ có, chớ vội cười lâu. Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Cho nên mình được cái gì á, nếu mình được một cái gì á, mà tự mình nghĩ vậy nè, cái này là một chút phước còn lại của mình, chứ đừng nghĩ cái đó là mà gọi là cái mà mình đặc biệt nhất.
Khi đủ pháp lành, không sanh tâm kiêu, không sanh kiêu mạn, hoặc có ba việc: vì các chúng sanh thọ khổ địa ngục mà coi như hưởng cảnh vui cõi trời tam thiền. Cái này giống như là ngài Đề Bà Đạt Đa, khi mà ngài đọa địa ngục á, thì ngài A Nan hỏi sư huynh: sư huynh đọa địa ngục sư huynh có khổ không? Ngài Đề Bà Đạt nói: tôi đâu có khổ đâu, tại vì tôi phải vì tôi mà Thế Tôn thành đạo sớm, cho nên tôi đã hoàn thành cái sứ mạng của tôi là tôi thử thách Thế Tôn. Mà Thế Tôn, quý vị đọc kinh quý vị nhớ, sở dĩ Đức Phật thành đạo được sớm, được tốt là nhờ ai? Nhờ Đề Bà Đạt Đa thử thách. Mà nếu không có Đề Bà Đạt Đa thử thách Đức Phật thì làm gì Đức Phật thành tựu được sớm. Ở đây là một câu chuyện để nhắc nhở, nếu chúng ta làm những gì mà có thể nhiều khi mình làm, mình cái người đó trách mình sai, nhưng mà sau đó người đó mình biết mình làm như vậy là người đó hạnh phúc. Quý vị xem phim tình cảm thấy hình như cái này hơi nhiều. Giả bộ chửi người đó, giả bộ chia tay người đó, giả bộ ôm cái người nọ, nói tôi có chồng rồi, để cho người đó đừng nghĩ tới mình nữa, để cho người đó yên lòng lấy vợ khác đi, để cho người đó có hạnh phúc đi. Giờ người này khổ quá, nhưng mà nói không sao, tôi ở địa ngục nhưng mà giờ tôi thấy người kia hạnh phúc, tôi cảm thấy tôi đang ở cõi trời vậy đó. Cho nên ở địa ngục, vì chúng sanh thọ khổ nơi địa ngục mà coi như hưởng cảnh vui ở cõi trời tam thiền. Quý vị nhớ có câu chuyện Thái tử Siddhartha có một kiếp, ngài là một cái người con bất hiếu. Ngài là một người con bất hiếu mà ngài ham đi buôn bán. Ngài ham buôn bán mà khi mà ngài ra đi mà cha mẹ, người mẹ cản trở, ngài nhất định ngài đi. Và khi mà người mẹ quỳ xuống chân con, van vịnh chân con lại đừng có đi, thì do ông muốn đi, ông nắm tóc của mẹ, ông kéo ra. Nắm tóc của mẹ kéo ra. Thì khi mà ông đi được một đoạn như vậy đó, thì ông gặp những cái cảnh vui, cảnh tốt, tiên nữ đồ không. Rồi mỗi chỗ ông ở thời gian thì ông hưởng phước. Rồi thời gian ông ra ngoài biển, ông tiếp tục ông đi. Cuối cùng ông đi tới một cái chỗ đó là cái địa ngục. Khi mà ông tới đó rồi thì người ta gặp ông, người ta nhận biết rồi, người ta bắt vô, người ta treo, người ta nướng, người ta nấu đủ thứ hết. Thì khi mà ông thấy chúng người ta khổ như vậy thì ông nói rằng: trời ơi, những cái người mà chịu khổ trong này chắc họ khổ cực kỳ lắm. Ông phát nguyện: tôi xin nguyện chịu thay thế cho tất cả mọi tội nhân trong này chịu khổ. Thì khi mà ông phát nguyện như vậy rồi thì tự nhiên cái địa ngục đó biến thành ra những cái nơi sung sướng hạnh phúc. Cái nhân của ông là khi trước ông chăm sóc cho mẹ già, cho nên cái quả là sau khi ông ra đi thời gian là ông được hưởng tất cả những cảnh sung túc. Rồi cuối cùng ông bị một cái quả là ông đã làm khổ mẹ, cho nên ông bị. Nhưng mà khi ở trong cảnh khổ, ông thấu đáo được cái khổ, cho nên ông nguyện thay thế cho mọi người chịu khổ. Nhờ cái tâm đại bi đại thể như vậy cho nên khổ giảm. Cũng giống như người mẹ, quý vị thấy không? Người mẹ là sẽ làm hết tất cả những gì cho người con mình. Mà nhiều khi mình mệt, nhiều khi mình buồn, nhiều khi đủ thứ hết, nhưng mà mình chấp nhận hết, tại vì mình biết mình làm như vậy mà con mình. Có nhiều người mẹ, hôm rồi có một vị gửi cho Hòa một cái đoạn clip phim, một cái con cá hay cái con gì đó không biết nữa, mà con nó lọt cái dưới nước á, mà nó nằm, mà nó đưa hai cái tay nó lên để nó chịu con, nó nằm trên người nó vậy nè, mà nước trôi lình bình, mà nó cứ lấy hai cái tay nó ôm con bên này, ôm con bên kia, mà cứ như vậy mà để đến khi nào được vô trong bờ thôi. Nghĩa là chịu tất cả mọi cái khổ để được cái phần đó cho con. Thì ở đây chúng sanh thương, Bồ Tát thương chúng sanh cũng giống vậy. Vì các chúng sanh thọ khổ địa ngục và coi như hưởng cảnh vui trên cõi tam thiền. Thấy người khác được lợi không sanh tâm ganh ghét. Hồi nãy mình được pháp lành thì mình không kiêu mạn. Bây giờ thấy có chúng sanh nào được lợi thì không có sanh tâm ganh ghét. Tâm ganh ghét ở trong nhà Phật chúng ta thường dùng cái từ là đố kỵ. Bây giờ mình nói theo tiếng Việt Nam là ganh tị hay là ganh ghét. Mình thấy ai được cái gì không có ganh ghét. Có nhiều khi mình phải nhớ là mình phải để ý cái tâm hành của mình.
Có nhiều khi mình hạnh, người mình thấy người khác hạnh phúc mình không hạnh phúc, hay mình thấy người kia có giàu có tại sao mình cũng làm mình không có ăn. Có nhiều khi mình thấy người đó như vậy mình cũng ganh. Cho nên ở trong cái quyển, có một quyển sách kể một thiền sư người Nhật, thì có một ông lão mù ở trước chùa. Ông mới nói sao mỗi lần mà tôi nghe người ta đám tiệc á, hay là có thành công, có người tới chúc mừng, mà sao tôi nghe ở trong cái lời chúc mừng nó chứa chan cái sự ganh tị. Rồi tôi thấy có người khổ, người ta tới chia buồn, mà sao tôi nghe chiều sâu của câu chia buồn nó khoái chí. Có nhiều khi mình giả bộ mình chia buồn, nhưng thật sự trong lòng đáng đời lắm, đáng lắm. Thí dụ vậy đó. Chứ cái ông này ông mù, ông có thấy đường. Nhưng mà cái người mù là thường thính cái gì? Thính cái lỗ tai. Người mù ở đời nó có cái công bằng, hễ mù thì phải thính. Không thấy đường nhưng mà nhờ có cái lỗ tai. Cho nên cái ông này ông mù không thấy, ông không thấy được cái nét mặt của người ta như thế nào, nhưng mà ông nghe được trái tim của người ta. Cho nên ông nói sao tôi nghe người ta tới chúc mừng, mà trong chiều sâu của sự chúc mừng thì có cái gì đó nó chứa chan cái niềm ganh tị. Rồi khi mà tôi gặp những người khổ mà họ có người tới chúc, tới người có người tới chia buồn, nhưng mà sao tôi nghe hình như chiều sâu của sự chia buồn là một sự phấn khởi, sự thỏa mãn, thích thú. Thấy người khác được lợi, không sanh tâm ganh ghét, tạo nghiệp lành không bị sanh tử. Thế nào gọi là tạo nghiệp lành không bị sanh tử? Câu này hay lắm đó. Có nhiều khi mình làm một cái việc lành, nhưng mà mình ỷ lại cái việc của mình làm, rồi mình có thể nói những cái lời nói, những cái hành động, nó mất đi hết cái phước của mình. Thành thử ra cuối cùng tạo nghiệp lành thì có, mà vẫn ở trong sanh tử khổ đau. Cho nên nhiều khi công cũng nhiều mà tội cũng bằng. Cho nên gọi là công tội ngang nhau. Quý vị nào về đọc cái câu chuyện công tội ngang nhau, cái công và cái tội nó bằng với nhau. Cho nên nhiều khi mình cứ trách mình, nói trời ơi sao tôi làm toàn điều lành mà sao tôi gặp toàn điều nghịch. Có chỗ giải thích nói đời trước mình tạo nghiệp xấu, cái đời nghiệp lành là mới tạo đời này thôi, còn cái mình hưởng bây giờ là cái quả trước. Nhưng cũng có khi hiện đời này mình đang làm nghiệp lành, nhưng mà bên cạnh nghiệp lành đó mình cũng đang làm tạo cái nghiệp, mà cái nghiệp xấu. Ví dụ thôi, mình nấu một cái nồi thức ăn ra thiệt là ngon, mình múc lên cho quý hòa thượng lớn, trời ơi mình múc thiệt là cẩn thận, rồi mình đem thiệt là cung kính. Mình đi xuống dưới này cái có mấy chú tiểu, mấy người làm công quả, ta đói bụng quá, ta xin ăn, muốn ăn chờ một chút, mấy cái này không phải để cho mấy người ăn. Thí dụ vậy đó, thì tự nhiên cái nghiệp sanh tử của mình nằm đó rồi đó. Chữ sanh tử đây không đợi tới chết. Hồi nãy vui vẻ quá mà, rồi sao giờ mình hết vui vẻ rồi thì tử. Hồi nãy sanh giờ tử. Cho nên cái chữ sanh tử đó đôi khi không đợi tới sống chết, mà có nghĩa là sự thay đổi của cái tâm bất thường của mình, vui buồn. Và mình nghĩ rằng cúng cho một hòa thượng mới có phước, cúng một chú tiểu cũng có phước. Nhưng mà nếu Đức Phật, mình nghe lời Đức Phật dạy, Đức Phật nói là sao? Ở đời này có bốn điều không thể khinh thường: một vị thái tử, một con rắn độc nhỏ, một đốm lửa nhỏ, một ông thầy tu nhỏ. Pháp Hòa nhớ Hòa đọc tiểu sử Hòa thượng Trí Tịnh đó, thì mới kể là hồi Hòa thượng còn trẻ, Hòa thượng lặn lội từ ở miền Nam ra ngoài Trung để Hòa thượng cầu học. Trời ơi, có lần Hòa thượng đến một cái chỗ đó mà cái vị sư nữ đó không cho ăn, tại thấy ông thầy này trẻ trung quá mà không biết có tu thiệt không, thí dụ vậy đó. Vậy mà sau này vị sư nữ đó hối hận, nói trời ơi tôi đâu có biết cái người tới hồi xưa tới xin cơm tôi là một vị cao tăng trong tương lai đó, phải già vậy tôi cúng kia dữ. Thí dụ vậy đó. Rồi có một Phật tử
đi đám tang một hòa thượng, đám tang người thiêu hòa thượng ra cái có xá lợi. Trời ơi, cái cô đó cũng lên, cũng nói trời ơi, thầy biết không, hòa thượng đó là cao tăng đó mà, vậy nào giờ đâu biết đâu, con gặp hòa thượng con bình thường. Cho nên mình cẩn thận, nhiều khi Bồ Tát Thánh Hiền ta xuất hiện trước mặt mình ào ào đó nha, mình không biết á. Rồi ai rồi mình cũng chỉa tay năm ngón hết à. Nhiều khi đây nè, mình mà cứ dùng cái bàn tay của mình mà chỉ chỏ rồi đủ thứ hết, là thay vì mình vậy cái mình chỉ cần làm vậy cái nó xong à. Chứ ai mình cũng thay vì mình chỉ vậy thì thôi, giờ mình rút tay lại mình đưa vô đây nè, cái mình trở thành răng bàn tay mình chấp mình xá, đây là phước, đây là nghiệp mà. Là hai cái muốn cái nào cũng bàn tay mình thôi, chỉ cần rút nó lại thôi là sanh phước, mà đưa nó ra là tạo tội, và rút nó lại cái thành thử ra sắp sửa mà chĩa nó ra rồi rút lại. Sắp sửa chĩa ra thì nhớ rút lại. Cho nên thưa đại chúng, là tội phước ở đâu? Bây giờ mình định nghĩa chữ tội với chữ phước nè. Tội là gì? Thiện là gì? Thiện là tăng ít, ác là tổn giảm. Cái gì mình làm tổn giảm cái niềm vui của người khác, tổn giảm đi cái phước của mình, đó gọi là ác. Mình ác với chính mình ác với tha nhân. Người ta đang vui, người ta đang hạnh phúc, vậy mình nói một câu cho gia đình, ta tổn giảm sự hạnh phúc. Mà trong khi người ta tổn giảm hạnh phúc thì mình cũng tổn giảm đi cái phước của mình. Cho nên một việc mình làm mà tổn giảm cả hai, người ta khổ đã đành rồi mà chính mình cũng chịu tội. Còn nếu một việc làm mình nói tốt cho người ta, mình làm một cái tốt cho người ta, người đó được lợi mà mình cũng được phước. Có nhiều khi mình không muốn nói xấu người ta, nhưng mình không nói rõ. Tôi không biết ạ. Nhưng mà tôi thấy cái người đó tôi phải cẩn thận thế này thế kia, cái tự nhiên người ta cũng sanh nghi ngờ. Thấy người thọ khổ cũng như ta thọ, tu tập hạnh lành đều vì chúng sanh. Mình thấy người khác khổ cũng giống như mình khổ, mà tất cả những cái gì mình làm, những cái hạnh lành gì mình làm vì chúng sanh, mà mình làm chúng vì ai. Mà nếu mình mà nhỏ chút nữa, nó thôi vì mình. Nhiều khi mình sống mình nói thôi tôi nhịn nó vì tôi cũng được nữa. Tại vì nếu mình nói ra là mình tổn giảm, mà nhất là những cái lời nói mà nó không đúng sự thật, do cái sự nghi ngờ phán đoán, hoặc là do mình cái hiểu lầm cái ý của người đó, mình chưa chắc mình hiểu đúng cái ý người ta không. Cho quý vị thấy các hòa thượng, các vị hòa thượng mà dịch kinh sách đó, các ngài cẩn thận lắm. Ngài Hoằng Tán đó, khi mà ngài chú giải cái bộ kinh A Di Đà đó, thì trước khi mà vào cung kinh đó, ngài làm một cái bài kệ mà Pháp Hòa đã giảng cái bài này rồi, có cái tên là Nhiếp Thọ Trong Chánh Pháp đó. Thì trong đó có cái câu này nè: sử ngã ngôn ngôn phụ Phật ý, tức là xin ngài hãy khiến cho con mỗi lời của con phù hợp với ý của Phật. Ngưỡng nguyện bổn sư vô lượng thọ. Trong đó có một cái câu mà ngài nói là sử ngã ngôn ngôn phù Phật ý, tức là làm cho khiến cho con mỗi lời của con không có phụ cô phụ đi cái ý của Phật. Tại vì nhiều khi thánh ý nan thâm, phàm tâm nan trắc. Cái ý thánh thì quá cao sâu, mà lấy cái tâm phàm của mình thì làm sao trắc nghiệm nổi cái thánh ý của quý ngài. Cho nên chưa chắc, nhiều khi tất cả những kinh sách mình giảng cũng chỉ là mình với cái nhìn một phần nào của mình nói cho nó phù hợp, một phần hầu mong khơi một chút gì đó cho những người đồng tu với mình có cái điểm để tu thôi. Huống chi là mình tạo cho người ta thêm cái tà tính sai lầm. Chưa chắc mình nói chánh pháp mà đã đúng chánh pháp nữa, mà lại đi nói những cái điều sai lầm là còn lỗi hơn. Cho nên trong này mới nói rằng tu tập hạnh lành đều vì chúng sanh, khéo lập phương tiện khiến người lìa khổ.
Mình phải làm sao có những phương tiện để giúp cho người ta tạm rời cái khổ. Hoặc có ba điều: quán cảnh vui sanh tử như rắn độc, ưa ở trong sanh tử vì muốn làm lợi ích chúng sanh. Quán vô sanh pháp nhẫn có rất nhiều công đức. Nếu một người trưởng giả cũng có ba điều này. Ba điều đó là gì? Một là quán cảnh vui sanh tử như rắn độc dữ. Thí dụ như bây giờ mình chưa phải là cái người nội công thâm hậu, phải không? Đi ngang cái chỗ mà cờ bạc, rượu chè, mình nói chỗ đó sanh tử như rắn độc. Rồi người nào mà người ta công lực, nội công thâm hậu thì người ta mới đi vô trong đó, người ta nói là sao? Ta nói ưa trong sanh tử vì muốn lợi ích chúng sanh. Cho quý vị thấy các ngài mà trở lại cõi đời này là cõi đời của sanh tử mà. Nhưng mà ở trong sanh tử này mình cố gắng mình nói pháp màu cho người ta nghe, chỉ dẫn, chỉ cho người ta thấy được thế nào gọi là sanh tử khổ đau. Bây giờ quán vô sanh pháp nhẫn. Thưa đại chúng, nhẫn á, hồi mới tu á, mình học nhiều phương pháp nha. Thí dụ như trời ơi tôi nóng quá làm sao, cái ta biểu đi vô làm sao, rót đi nước lạnh uống đi. Không biết có ai học được cái câu đó. Lúc mà người ta về mình giận quá, cái sơ cơ nhất người ta kỹ mình, khi nào giận quá đi vô rót một ly nước lạnh uống. Tại vì lúc mình giận quá đó, cái lòng ngực của mình nó nóng, cho uống ly nước lạnh cho nó mát cái mình dịu xuống. Thưa đại chúng, cái đó là những công thức tạm. Đến một lúc nào mình thấy rằng ôi trời đất ơi, tất cả các pháp, pháp nào mà không sanh, không có nguyên do của nó. Không có pháp nào mà không có nguyên do, chứ mắc cái gì mà phải giận. Ví dụ thôi, bữa hôm mà đọc được câu hay lắm. Người ta nói, khi người ta làm hay ta nói những cái điều gì không đúng về bạn, hay là người ta nói gì về bạn, thay vì bạn nổi cơn lôi đình, bạn quay lại bạn nhìn lại những gì bạn nói và bạn làm, không chừng bạn phát hiện ra một điều: hổng lửa sao có khói. Nhiều khi cho dĩ nhiên là có những cái là lầm, nhưng mà thỉnh thoảng mình cũng phải có những lúc mình quay lại mình, để mình nhìn lại cái cách sống và cách nói năng của mình nó như thế nào, mà người ta phải đi tới cái chuyện đó chứ không phải bình thường. Dĩ nhiên có những cái đó là một chiều, nhưng có thỉnh thoảng cũng phải có gì, có hai chiều, và trong đó có mình. Bây giờ á, khi mình hiểu ra như vậy rồi, mình không còn phải sanh khởi một cái pháp gì để nhẫn nữa hết á. Tại vì mình thấy tất cả các pháp, pháp nào cũng tạm hết á. Thí dụ người ta khen mình là một pháp, nhưng mà cái pháp này làm cho mình dễ chịu. Người ta chê mình cũng là một pháp, mà pháp này làm cho mình khó chịu. Và mình được một cô bạn gái cũng là một pháp, nhưng pháp này là pháp tình yêu dễ chịu. Rồi cái mai mốt cái mình chia tay cũng là một pháp, pháp này làm mình khó chịu. Cho nên trong cuộc sống của mình, mỗi ngày mình sẽ tiếp nhận rất nhiều pháp. Chữ pháp trong trường hợp này là gì? Là hiện tượng. Tại sao mà Mình coi cải lương mình khóc? Tại vì mình tưởng thiệt. Mình tưởng thiệt. Và cái người đó đóng hay quá, người đó khóc giỏi quá. Mình ngồi này á, mình khóc thiệt, mà ở trên sân khấu nó ngồi nó cười bụng, nói trời ơi tôi đóng đạt quá, tôi khóc chơi vậy mà dưới này khóc thiệt. Nhưng mà giờ nếu như một ngày nào mình coi cải lương mình không còn khóc nữa. Vì sao mình không khóc? Vì mình biết cái cảnh đó là gì? Giả. Lúc mình chưa biết mình tưởng nó thiệt mình mới khóc, nhưng mà khi mình biết nó rồi thì nó giả. Giống như quý vị coi David Copperfield vậy đó. Ảnh dời nguyên cái tượng, cái tượng nữ thần tự do, mình ngồi cái này mình ô ô ao ao vậy, mà thiệt sự là cái gì? Giả hết, ảo thuật mà. Nó có cái thuật nó ảo mình, cái mình không thấy gì hết, mình tưởng họ hay. Giờ ổng đi vô Vạn Lý Trường Thành, cái chữ vô sanh pháp nhẫn là vậy đó. Vô sanh pháp nhẫn là không còn sanh khởi một cái pháp gì để nhẫn nữa hết. Tại vì bây giờ mình đã thẩm thấu được tất cả các pháp đều do duyên sanh hết. Thôi thì đủ duyên người ta thích mình thì người ta khen, không đủ duyên người ta không thích mình thì người ta chế.
Cái lúc mà mình còn mới thương, mới quen nhau, trời ơi, không có gặp em một ngày anh nhớ muốn chết. Mà tới hồi mà không thương, tôi gặp bà mỗi ngày tôi mệt tôi chết. Nó cũng người đó, cũng cái người đó, mà tại sao bao nhiêu năm trước nói khác mà giờ mấy mươi năm nói khác. Và mình không thấu được cái chỗ đó là mình ào ào mình lên rồi vậy thôi, tôi vô sanh pháp nhẫn. Cái người là không còn sanh khởi pháp gì để nhẫn nữa, vì tất cả các pháp chỉ đều là huyễn hết. Hoặc có ba điều: xả thân thể, xả mạng sống, xả của cải. Xả ba điều như vậy đều vì chúng sanh. Xả gì? Xả mạng sống, xả thân thể, xả của cải. Thí dụ như mấy anh Phật tử mình tuần nào cũng xả thân lên Tây Thiên, rồi thấy cái gì mà lặt vặt mà mua mà sửa được xả của cải. Mình làm hết tất cả những gì chỉ vì một cái điều gì? Xả ba điều như vậy chỉ vì chúng sanh. Giống như ngài Bồ Tát Quảng Đức xả thân mạng chỉ vì chúng sanh. Hoặc có ba điều: nghe nhiều không nhàm, chịu được các cảnh ác, dạy người khác tu hạnh nhẫn nhục. Vậy gọi là trưởng giả đó. Nghe nhiều có nhàm không? Cũng nhàm chứ, nếu cái điều đó mình không thích. Điều mình không thích mình nó sao trời nói hoài nghe mệt quá. Nhưng mà nếu mà Phật pháp mà mình nghe đó. Có một vị viết cho một cái thơ: thưa thầy là khi mà nghe pháp đó, con nghe nhiều lần, tại vì mỗi một lần nghe như vậy con thấm một cách khác. Cũng giống như quý vị ăn chè vậy đó, ăn có một chén đâu thấm ngọt phải không, ăn nhiều chén bắt đầu ngọt nó thấm. Đó. Thì mình tu cũng vậy. Có ba điều: nghe nhiều không nhàm, chịu được cảnh ác, dạy người khác tu hạnh nhẫn nhục. Hoặc có ba điều: hay xét lỗi mình, khéo che lỗi người, ưa tu từ tâm. Bây giờ đây là trưởng giả làm ba điều nha: hay xét lỗi mình, khéo che lỗi người. Mình phải ưa thích tu cái tâm lòng, cái tấm lòng từ bi. Cái này nó đơn giản lắm nhưng mà nó rất là thiết thực trong cuộc sống của mình. Cho bây giờ mình kiểm lại coi mình có đủ khả năng làm trưởng giả không? Được. Không phải là trưởng giả giàu có, pháp tài trưởng giả. Nãy giờ nói ra cứ ba vậy đó. Rồi bây giờ mình lượng coi cái nào mình làm được. Và thưa đại chúng Pháp Hòa đếm 14 điều mà mỗi điều có 3. Trong này gọi là 14 loại, gọi là 3 điều. Trong này nè: hoặc có 3 điều: hay xét lỗi mình, khéo che lỗi người, ưa tu từ tâm. Thường thường thì nhiều khi mình có cái tật là mình phải phô bày cái lỗi của người khác, tại mình sợ không ai biết. Nhưng mà lỗi của mình đó, thì mình bắt đầu mình tìm mọi cách để mình che giấu, tại mình sợ người ta biết. Hoặc có ba điều: chí tâm thọ trì cấm giới. Ở đây mình có thọ trì cấm giới không? Có. Phật tử thì mình thọ năm giới, thọ thập thiện. Nói chung là tất cả Phật tử chúng ta ai cũng phải thọ trì giới pháp, và hãy hết lòng thọ trì. Cái thứ nữa là gì? Dùng tứ nhiếp pháp để nhiếp thủ chúng sanh. Quý vị biết tứ nhiếp pháp không? Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sử. Nhiều khi mình không có tiền cho, nhưng mình cho người ta lời nói, mình cho người ta được sự khen tặng, mình cho người ta lời an ủi, mình cho người ta được cái sự thương mến, cảm thông của mình. Mà thậm chí người khác làm lỗi với mình, mình tha tội cho người ta, mình tha lỗi cho người ta cũng là một loại bố thí. Người ta làm lỗi với mình mà mình tha được cái lỗi cho người ta là bố thí. Cho nên tứ nhiếp pháp hay lắm. Tứ nhiếp pháp là một, là bốn cái pháp để mình có thể mình thu nhiếp người ta, mình đưa người ta trở về với mình. Lợi hành là gì? Cái gì có lợi mình cứ làm,
Cái gì có lợi cho người là mình làm. Đồng sự là gì? Mình hòa nhập sự việc với tất cả mọi người. Ví dụ như bây giờ mình biểu mình tổ chức đi từ thiện, tổ chức từ thiện cái mình ngồi ngay ghế mình chỉ anh khiến cho tôi bên này 3 bịch gạo, bên này 4 bịch đường, ê cái bà kia lại đây, mà mình không làm gì hết á. Nhưng mà nếu như mà mình sang áo vô, mình lăn xả vô, mình khiêng gạo, mình bưng đường, mình dẫn người ta ra, cái đó gọi là đồng sự. Mình nói với đệ tử á, người tu phải siêng năng em con, mà sư phụ không làm gì hết. Thì làm sao đệ tử nó hiểu chữ siêng là gì? Giờ mình phải làm đi để cho đệ tử nó hiểu chữ siêng là gì. Cho nên mình phải siêng năng. Trời ơi, nhiều khi siêng vậy mà nhiều khi nó còn không học được nữa, chứ đừng nó ở đó. Ở đó mà mình không siêng. Đồng sự. Mình muốn người ta hội nhập với mình, mình muốn người ta nghe lời ta theo mình, mình nên thực hiện 4 điều: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Hay lắm. Ngày hôm qua Pháp Hòa dạy mấy chú á, cái bài học ngày hôm qua đó là nói về cái chương oai nghi ở trong luật Sa Di. Thì trong đó có một cái chương là chương thứ 12, nói về cái oai nghi của người tu khi đi vào nhà vệ sinh. Thì trong đó Pháp Hòa có nói với mấy chú á, đi vệ sinh cũng là một cách tu. Hồi nãy cái dĩa thức ăn rất là thơm, rất là ngon, đưa qua khỏi cửa miệng thì nó thành gì? Dơ tạp. Rồi nó vô trong bụng này đã thành ra phân bón. Nếu mình quán chiếu giữa cái sạch và cái dơ, sạch cũng từ đâu mà dơ cũng từ đâu, rồi những cái dơ nó ra, nó trở thành ra phân bón nuôi cây cỏ tiếp tục. Rồi khi mình đem cây cỏ đó nó ăn, thành thử ra cái sạch cái dơ nó ở chỗ đó đó. Rồi cái vô nè, đưa miếng cơm là vô nè, ăn lát cái nó ra. Mà nếu mà nó vô mà nó không ra là nghĩa là bệnh. Sinh bụng, mãn bụng, chết à. Rồi cái lời nói của mình, có nhiều khi người ta nói mình vô cái mình ra, phải không? Nhưng mà nhớ, nếu mình người ta mình nói mà có những cái mình cho ra mà ra không đúng chỗ, ra không đàng hoàng, ô nhiễm chết. Cũng phải lựa chỗ ra chứ. Cho nên mình nghe ai nói cái gì mình muốn nói lại cũng phải lựa chỗ nói, lựa lời nói. Ăn bậy được, nói bậy không có được được. Ăn bậy móc ra được, phải không? Mà nếu mình ăn bậy chết mình nói bậy chết nguyên đám. Cho nên Pháp Hòa mới nói là thật sự ra nếu mà mình biết tu Phật đó, thưa đại chúng, mà mình có thâm nhập được lời Phật dạy, tổ dạy rồi, chỉ một cái chuyện đi nhà xí thôi mà biết bao nhiêu chuyện để mình quán chiếu mình tu. Mình đâu có thích ngửi cái đó, mình đâu có thích nhìn nó, mình đâu có thích nghe tên của nó. Thì thưa đại chúng, cái đó là cái gì? Không thấy, không thích ngửi nó, không thích nghe nó, không thích thấy nó, thì cái phiền não của mình nó cũng ra rồi, là nhấn liền chứ không để. Đứng dậy đó nhiều khi không dám đứng. Ngay tại chỗ đó mà nhấn liền đi, chứ không muốn thấy nữa. Chứ cái bài kệ không? Đại tiểu tiện thời, đương nguyện chúng sanh khí tham sân si quyên trừ tội pháp. Nếu đi tiêu tiểu hay là đến lúc tiêu tiểu, cầu cho chúng sanh bỏ tham sân si trừ hết tội lỗi. Khí tham sân si quyên trừ tội pháp. Tội pháp là gì? Tất cả các pháp nào có thể tạo ra tội. Mà tất cả các pháp tạo ra tội là do tham, do sân, do si, căn bản nhất. Cho nên con người mình đã để một cái dĩa thức ăn lên có thể giành á, có thể gây lộn vì cái dĩa đó đó.
Nhưng mà hễ mà ai mà lỡ gấp bỏ một miệng nha, ôi xin lỗi của chị hả, thôi trả nè. Đâu có được, đâu có ai chịu đâu. Đúng không? Thì quý vị mới thấy rõ ràng là hồi nãy mới tức thì là quá sạch mà dành đó. Mà chỉ cần dẻo giả bộ mình gấp vô, nên không biết của cái người đó, mình bỏ một miệng mình nhai mấy miếng xong đi, ồ cũng cái này của chị hả, thôi trả, sức mấy lấy. Thật ra ngay cả cái chuyện đó là mình đủ để mình quán chiếu mình tu. Ngày cái ngày hôm qua dạy có cái bài mà gọi là vào nhà xí thôi. Ngay cả cái tên tiếng Việt Nam mình gọi lịch sự là nhà vệ sinh, bên Mỹ kêu restroom, mà thật sự là vô đó không có rest. Nhà nghỉ mà ai vô đó nghỉ. Kêu theo Canada là nhà rửa. Washroom. Rửa cũng được, nghỉ cũng được, nhưng mà không ai vô đó ngồi nghỉ hết. Chờ hôm bữa qua nhà anh Hân, mấy vị mới bàn, nói giờ mình ghi cái gì ta, không để restroom, thôi để tiếng Việt đi, nhà nghỉ. Có một vị mới đùa, nói không, để nhà xả hơi. Vô trong đó nghỉ ngơi, xả hơi. Nhà khỏe, nhẹ khỏe. Pháp Hòa mới nói á, khi mà mình mất đi á, là phải đi liền, chứ đâu có bao giờ mà ai hô lại đâu. Tại sao? Tại trên nguyên tắc về sức khỏe, nếu mình muốn đi vệ sinh mà cố gắng mình giữ lại đó, sanh bệnh. Trừ trường hợp kẹt quá là phải ráng thôi, chứ còn nếu có chỗ nào mà để mình xả được là phải xả. Thì cái chuyện tu hành nó cũng vậy, cái gì nó không bằng lòng ở trong tâm mình á, thì mình nên xả liền, như là mình xả cái ô uế trong người. Cho nên thật sự ra ngay cái chuyện đó là nó để cho mình một bài học để mình quán. Cho nên trong này nãy mới nói đó, nguyện cho mình có đầy đủ trí tuệ nhiệm màu vô thượng là vậy đó. Người có trí tuệ thì tất cả các pháp đều là Phật pháp, cái gì cũng có thể quán chiếu cho mình sự tu hành. Thưa đại chúng, bây giờ mình tập vậy nè. Mình tập là mình ai làm cái gì á, mình suy nghĩ là sự cảm thông hơn là mình trách móc. Thì mình sẽ thấy mình chính mình khỏe nhất. Tự mình là người đầu tiên khỏe nhất nè. Chứ không ai khỏe đâu. Vì cái người kia là người ta khỏe là đúng rồi. Nhưng mà trước hết là mình thấy khi mình thay vì mình trách cái người đó, thế này thế kia, nhưng mà nghĩ chắc tại quên, không nhớ. Thí dụ vậy, tự nhiên là mình đỡ ra liền. Chứ mình chỉ cần mình cảm thông. Thọ trì cấm giới, dùng tứ nhiếp pháp để nhiếp thủ chúng sanh, lời nói dịu dàng không quê cợt. Hôm qua học vui lắm, có một cái chương, có một cái câu đầu thôi mà Pháp Hòa nói cho mấy chú nghe. Tại vì mấy chú đâu có rành tiếng Việt đâu, thành thử Pháp Hòa phải nói rõ, nói rõ ràng ra có những từ nào mình nó thô mình không nên dùng. Thí dụ như là bệnh gì đó mình muốn đi, thì mình nói như thế nào cho cái câu nói đó ta nghe, ta nói nhẹ nhàng. Tại vì ở ngoài nhân gian, ngôn ngữ tiếng Việt thì có những cái từ mình nói về vấn đề tiêu tiểu, nhưng mà nó có những cái từ nó thô hơn, mình không nên dùng những cái từ đó. Ví dụ như vậy. Cho nên cũng là một cái lời nói, nhưng mình phải nói như thế nào để người ta không thấy được cái quê kệt của mình. Cái chữ quê kệt đây không có nghĩa là mình là nhà quê, mình dốt, không phải vậy. Cái nghĩa nó không nghĩa vậy. Nhưng mà cái từ đó nó không có nhẹ nhàng cho người của chúng ta dùng. Ví dụ như một người tu không thể nào hỏi một cái anh Phật tử sao ăn nó đã không. Người tu không có dùng cái từ đó được. Cái từ đã đó là để người đời người ta nói. Mà thậm chí người đời mà nói, mà đôi khi người ta còn nói sao mà nói thô nữa, huống chi là người tu. Chứ người tu chúng người, nếu là một Phật tử thôi, không nên dùng những cái từ đó. Thí dụ như mình gặp cái người đó, nói ơi con đi đâu vậy, hôm nay con đi ăn với má cha, sướng quá ha, thì được.
Nhưng mà hỏi sao? Sướng không? Sung sướng không? Cái từ đó nó hai cái trường hợp mà mình cái nó diễn đạt hai cái nghĩa. Chứ người một người tu thì không thể nói. Thì nói như vậy thì đâu có gì, nhưng mà ở cái trường hợp là quê kịch đó. Tại sao mình không biết mình là ai để mình dùng từ? Quý vị thấy một ông vừa rồi đây nè, có một cái buổi họp, họp cộng đồng thôi. Mà cái ông chủ tọa trong cộng đồng đó, ông lên ông ngồi ông nhai xương gâm. Thì cái cuồng phim đó được bỏ lên, thì người ta coi xong là người ta phê bình liền, người ta nói yêu cầu mai mốt những vị chủ tọa đừng nhai xương gâm nữa. Vừa rồi không biết có thiệt không, một vị mà chức sắc ở bên Mỹ trong cái nguồn máy chính phủ Mỹ mà lên đứng trên cái bục diễn làm một cái gì diễn giả mà nhai kẹo xương gâm. Thưa quý vị thấy không, nhai xương gâm đâu có tội. Nhưng mà ở trường hợp nào mình nhai nó thành ra quê kệch? Không, mình không biết được cái trường hợp nào mình nên nhả cái xương gâm đó ra. Thì bây giờ ở đây Phật tử cũng vậy. Cái trường hợp mình có cái phone tai không có tội. Nhưng mình ở trong những chỗ trang nghiêm mà không nhớ, không biết, không chịu tắt cái điện thoại, mà thậm chí dở điện thoại ra nghe tại cái chỗ đó luôn, thì người ta sẽ đánh giá sao người đó quê kệch. Thì cái chữ quê kệch đây không có nghĩa là mình dốt mà không biết gì, nhưng mà mình không biết tự mình đang ở đâu để mình hành xử, mình lời nói, thì nó thành ra thô kệch, quê kệch. Mình nói chơi phải không? Nói chơi rất tốt cho người ta vui vẻ, nhưng không thể nào chỗ nào cũng nói chơi. Trời ơi, vô đám tang người ta mà ta khóc rần rần cũng dở. Ví dụ vậy không nên. Nó tùy những cái trường hợp vậy. Hoặc là mình muốn phá chấp. Tôi tu hành rồi không có chấp trước gì hết. Tự nhiên mới đầu năm đầu tháng vừa giao thừa xong cái thôi năm mới chúc mọi người không may mắn nghe. Trời ơi, tuy người ta không chấp trước, nhưng mà mình phải hiểu rằng cái phong tục tập cái phong tục của chúng ta là ở cái ngày Tết là phải nói những điều nó lành mạnh, chứ đâu thể nói như vậy được. Quý vị thấy người Mỹ mà hầu như bất cứ truyền thống nào, khi người ta nói tới chữ New Year, năm mới, thì hầu không có một cái phong tục tập quán nào mà không có những cái khái niệm làm cái gì lành thiện hay nói những cái gì tốt đẹp để mà chúc tụng cho nhau trong cái ngày đầu năm mới đó. Dĩ nhiên là ở cái mặt người tu mà vượt tất cả những cái tướng trạng của thế gian thì không nói. Nhưng mà thủy chung chúng ta vẫn còn ở trong cái thế gian này. Và cái này là những cái điều mà chúng ta đang hành xử trong cuộc đời này. Lời nói dịu dàng, không quê kịch. Hoặc có ba điều. Có thể mở đại hội pháp thí. Có thể mở đại hội tài thí. Đem hai sự bố thí này khuyên chúng sanh nên thực hành. Quý vị nhớ không? Mở đại hội pháp thí là mở cái gì? Hả? Tổ chức pháp hội. Thí dụ bây giờ mình biết thà, mình biết có giống như Pháp Hòa đi qua Mỹ vậy đó, có nhiều, hay là qua Pháp hay qua các nơi có nhiều chỗ người ta nhỏ, nhưng mà người ta tha thiết, ta tới người ta tổ chức một cái ho cho mọi người lợi lạc, cái đó là tổ chức đại hội. Đại hội pháp thí. Chứ không phải là đại hội ca nhạc vũ kịch gì đó. Đại hội pháp thí. Còn nếu mình tổ chức để cho người ta những cái bữa ăn không, thì gọi là đại hội gì? Đại hội tài thí. Đem hai cái đại hội đó ra, đem hai cái bố thí này để khuyên chúng sanh. Quý vị thấy không? Bồ Tát thiết thực lắm. Bồ Tát thiết thực là thiết thực sao? Bởi vì chúng sanh người ta khổ khi người ta đang đói, mà biểu người ta tu khó lắm. Bây giờ người ta tu là vì sao? Ta phải no. Pháp Hòa ví dụ đi, tối hôm nay á, mình về mình nghe pháp được là tại sao? Tại vì hôm nay thứ bảy mình không có đi làm. Thử thời bây giờ hãng mình á, mà kêu mình vô làm overtime trả cho mình 300 đồng giờ thôi. Thí dụ vậy là bảo đảm mình sẽ đi làm. Tại vì sao? Cuộc sống là trên hết. Tôi biết thầy nói pháp thì tôi cũng thích nghe đó, nhưng mà giờ trời đất ơi, mấy thở mới kêu tôi làm overtime. Thí dụ vậy, cho nên thực tế cuộc sống là vậy. Rồi bây giờ trở lại,
Quý vị thấy cái nghi thức cúng cô hồn không? Trước khi mà cho cô hồn ăn á, là phải thuyết pháp cho cô hồn, cho họ tu, cho họ quy y, rồi bắt đầu cho họ ăn. Họ, trong khi họ ăn rồi bắt đầu mới khuyên. Thần chú gia trì tịnh pháp thực, phổ thí hà sa chúng cô hồn, nguyện giai bảo mãn xả sang tham, tốc thoát u minh sanh tịnh độ, quy y tam bảo phát bồ đề, cứu cánh đắc thành vô thượng đạo, công đức tận vị lai, nhất thiết cô hồn đồng pháp thực. Tức là thức ăn này đã gia trì, thần chú gia trì thức ăn thanh tịnh rồi, rộng khắp cúng dường cho mười phương các loại cô hồn. Nguyện các vị đều no đủ để bỏ cái sang tham, sớm bỏ được cái chỗ tối tâm mà sanh về tịnh độ, là tốc thoát u minh sanh tịnh độ. Quý vị nhớ nghe, phải phát tâm bồ đề để quy y tam bảo, gọi là quy y tam bảo phát bồ đề. Yên tâm đi, nói họ yên tâm, rốt ráo quý vị sẽ thành được đạo vô thượng, công đức của quý vị sẽ đi về cõi vị lai, công đức vô biên tận vị lai. Nhất thiết tất cả cô hồn, tất cả cô hồn hãy về đây mà thọ thực, rồi quy y cô hồn này, quy y Phật, quy pháp, quy tăng. Quy Phật gì? Quy Phật là đấng phước trí vẹn toàn, quy pháp là đạo thoát ly tham dục, quy tăng là bậc tu hành cao tột. Quy Phật cánh, quy pháp cánh, quy pháp cánh đó. Chữ cánh là gì? Là nếu nói cho đủ là quy y Phật cứu cánh, quy y pháp cứu cánh, quy tăng cứu cánh. Rốt ráo quy y Phật, rốt ráo quy y pháp, rốt ráo quy y tăng. Đó, ngay cả cái bản kinh cúng cô hồn thôi là nói lên được cái ý nghĩa của tài thí pháp thí, cho ăn mà phải khuyên tu. Cũng giống như bây giờ một cái người mà người ta gửi thơ, ta xin hoài cái mình cũng cho, nhưng mà mình làm thêm lá thơ nữa. Này con, hôm nay dì gửi về cho con 200 theo lời yêu cầu của con, và con biết rằng lúc này kinh tế khó khăn, không dì ở đây cũng dắt chài ra nước ăn mắm hút dòi. Dì cũng đi làm đổ mồ hôi trán, dán mồ hôi đầu. Gửi về cho con ráng dành dụm để con sống. Thời buổi gạo gì, củi quế gạo châu à, trời ơi, mình dùng mấy cái từ thiệt là nhà quê Việt Nam nghe. Ăn mắm hút dòi, dắt chài ra nước, đổ mồ hôi trán, dán mồ hôi đầu. Một nắng hai ba sương. Ví dụ vậy, con ráng dành dụm mà con xài. Vì gửi cho con 200 này chắc 3 năm nữa mới có nữa. Nó ghê vậy, nó pha tiện chứ. Cũng giống như bây giờ mấy chú tiểu mà mỗi lần mà ăn kem hay ăn gì mà ngon, con biết một ly kem này 3 đồng hay là 4 đồng. Mình ăn ly kem 4 đồng trong vòng 5 phút. Mà mấy bác á, mấy cô á, phải làm rất là cực để kiếm 4 đồng. Một dĩa bò bía, hai dĩa bò bía mới kiếm được. Hai ba dĩa bò bía mới kiếm được 4-5 đồng. Mình ăn một cái kem thật sự ra quý bác thương cho mình ăn, nhưng mình phải thấy được công lao từ đâu mà có. Thì khi mình thấy được như vậy để làm gì? Để mình ăn chén kem này mà mình trân trọng hết lòng. Mình ăn một cái chén kem mà mình thấy được bao nhiêu công sức ở trong đó, chứ không phải là chỉ ăn cho nó thỏa mãn, cho nó ngon chút vậy mà mình không thấy bao nhiêu cái công lao khó nhọc. Cho nên thưa đại chúng, nếu mà chúng ta có cặp mắt chúng ta nhìn á, thì không có một cái việc gì mà không thấy biết bao nhiêu công sức ở trong đó. Có phải không? Bây giờ quý vị chỉ cần bưng một chén dĩa cơm lên thôi, trời ơi có hai món à hả? Nhưng mà hai món này nhiều công lắm. Ví dụ vậy đó. Ví dụ bây giờ mình thấy là nội cái món cà xào thôi cũng phải ngồi bào vỏ, rồi sắc miếng ra, rồi phải ngâm nước muối, rồi phải đem đi xào, rồi phải đợi cho nó thấm vậy. Thí dụ vậy, cho nên nhiều công lắm. Một cái áo mình mặc,
Một cuốn sách mình có, không có cái gì mà không biết bao nhiêu công sức của người ta trong đó. Cho nên nhiều khi mình không đi chợ, mình đâu có biết được giá trị của món hàng. Vừa rồi Pháp Hòa đi chụp hình làm giấy tờ, mới có cái cơ hội đi vô Costco. Tại vì Pháp Hòa ít có dịp đi chợ lắm, mà không có thẻ đi Costco. Đi ai đi Costco thì người ta có thẻ, người ta mới dẫn mình đi được. Trời ơi, Pháp Hòa vô, Pháp Hòa mới thấy quá trời mắt. Cái dao bào mình cạo đầu thôi nó cũng mắc vô cùng. Nếu mà mình xài cái hiệu mà Gillette gì đó, mà cái nổi cái dao mà thế nó thôi mà tính ra cũng 3 đồng một cái rồi, mà mình cạo chừng 3 cái đầu cái là nó lục rồi. Trời, rẻ quá. Cái đầu mà có 1 đồng. Cho nên Pháp Hòa mới thấy rồi, thôi, mai mốt đừng bao giờ mua cái hiệu này nữa, thầy xài cái hiệu rẻ hơn. Thành thử ra mình mới thấy, mà cũng cái tội hà tiện này nè. Bữa đi qua Mỹ đi, cứ hà tiện cái dao đó, rồi tới hồi mình nó lụt qua cái ráng, ráng làm cái phục cái suất mấy miếng. Thì đó, thì ở trong này mới dạy là có ba cái điều hay không? Có thể mở đại hội pháp thí, có thể mở đại hội tài thí, đem hai sự bố thí này khuyên chúng sanh nên thực hành, khuyên người ta làm, và đồng thời mở cái hội này. Cho nên có nhiều chỗ cũng hay lắm. Trước khi cho ăn cơm thuyết pháp, nhân cái buổi ăn cơm chay mở pháp hội, nói cho người ta nghe bài pháp, rồi sau đó anh ta ăn chay à, đó là tốt đó. Thì thôi bữa nay mình tới đây thôi ha. Rồi bữa khác mình học tiếp. Tại vì nói nữa cái ta nói, ủa sao nãy giờ pháp không mà không cho tài. Nói không phải cho xuống ăn chứ. Rồi cảm ơn đại chúng. Ngày mai chúng ta còn buổi sinh hoạt nữa. Thì buổi sáng chúng ta vẫn lại sám hối như thường lệ 6 giờ. Rồi mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem